Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn trong xu hướng tăng, với tỷ lệ tăng mạnh là 0,75%, giao dịch ở mức 2.361,79 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 105,9 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin vẫn trong xu hướng tăng khá mạnh, giao dịch ở mức 65.200 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ đứng ở mức 4,529% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xu hướng giảm, giao dịch ở mức 85,43 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh khi mà nhu cầu chuẩn an toàn gia tăng sau những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Giá kim loại quý này đã tăng khoảng 14% trong năm nay, theo ông Philip Wharton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty Pepperstone, cho biết mọi thứ dường như vẫn đang được kiểm soát khá tốt khi mà những hành động từ phía Iran không khiến thị trường ngạc nhiên, vì chúng đã nằm trong các dự đoán từ cuối tuần trước. Theo vị chuyên gia này, điều có thể khiến giá vàng tăng mạnh là khả năng Israel có thêm phản ứng khác, và nếu điều này xảy ra, các loại tài sản rủi ro sẽ chịu áp lực. Các số liệu tiếp tục cho thấy, sức đề kháng của nền kinh tế Mỹ đã làm thay đổi các dự đoán của giới đầu tư về tốc độ và mức độ hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong năm nay, khi mà lạm phát có dấu hiệu kéo dài hơn dự đoán trước đó. Thị trường đang dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất khoảng 0,5 điểm phần trăm trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức giảm 1,6 điểm phần trăm được dự đoán vào hồi đầu năm. Sự thay đổi này đã khiến cho lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng mạnh, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng lên hơn 5% lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2023. Nhờ nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến sẽ có bài phát biểu trong tuần này, trong đó có Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell, những phát biểu này sẽ cung cấp thêm manh mối về đường hướng lãi suất của Fed. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo ông Colin Szczynski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA, Woman Argument bày tỏ lạc quan về giá vàng trong tuần này. Với cuộc khảo sát giá vàng tuần mới nhất của hãng tin Kitco News cho thấy, các nhà phân tích phố Wall với 83% nhà phân tích dự báo giá vàng tăng, 17% dự đoán giá vàng giảm, không có chuyên gia nào có quan điểm trung lập. Còn theo thăm dò trực tuyến ở Mintchit với 82% nhà đầu tư dự đoán giá vàng sẽ tăng thêm hoặc giao dịch đi ngang. Trong khi đó, khảo sát của các nhà giao dịch bán lẻ với 66% kỳ vọng vàng sẽ tăng. Emma Lebovitz, chuyên gia của nhà xuất bản VIA Metal nhận định giá vàng đang hướng tới ngưỡng 2.700 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Mức giá này có thể xảy ra chậm nhất là vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới đây. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Thời điểm phiên trưa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh trở lại. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 81,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,80 triệu đồng trên một lượng, tăng thêm 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, 700.000 đồng trên một lượng tại chỉ bán ra. Mức giá này áp dụng cho SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Với giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 81,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,82 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng điều chỉnh tăng mạnh, tăng 600.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, đang niêm yết trên hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Có cùng một mức giá mua vào mức 81,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,70 triệu đồng trên một lượng. Còn với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá mua vào mức 81,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,40 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 600.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 300.000 đồng trên một lượng tại chỉ bán ra. Đà tăng này được duy trì ở đa số hệ thống kinh doanh còn lại. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 tại công ty vàng bạc đặc quyền Sài Gòn cũng tiếp tục tăng thêm, tăng 300.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều so với giá đóng cửa cuối tuần vừa qua, mua vào mức 74,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 74,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,60 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ Canada thương mại mua vào mức 24.810 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.180 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng không có thay đổi.
mua vào 25.450 đồng trên đô la Mỹ, bán ra 25.530 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.160.000, bán ra 8.380.000, tăng 1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 700.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 70.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.120.000, bán ra 8.370.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.120.000, bán ra 8.340.000, tăng 60.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 8.170.000, bán ra 8.370.000, tăng 70.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.170.000, bán ra 8.365.000, tăng 60.000 ở chiều mua, tăng 55.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.220.000, bán ra 8.340.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000, giảm 70.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 8.120.000, bán ra 8.370.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.160.000, bán ra 8.382.000, giảm 90.000 ở chiều mua, 70.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa chiều vàng chiều bán ra vẫn được giữ ở mức 2 triệu đến 2 triệu 060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. STC Huế mua vào 8.177.000, bán ra 8.382.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. STC Bạc Liêu mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.178.000, bán ra 8.382.000. Cuối cùng là giá nhận đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại cũng duy trì đà tăng khá mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.460.000, bán ra 7.650.000. Nhận đồ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.460.000, bán ra 7.660.000. Nhận tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào mức 7.488.000, bán ra 7.678.000. Nhận tròn bộ số 9 Hương Thị Vượng tại Doji, mua vào mức 7.535.000, bán ra 7.725.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.450.000, bán ra 7.580.000. Vàng 24K mua vào 7.305.000, bán ra 7.505.000. Vàng 18K mua vào 5.450.6.000, bán ra 5.700.6.000. Vàng 14K mua vào 4.184.6.000, bán ra 4.434.6.000. Vàng 10K mua vào 2.926.2.000, bán ra 3.176.2.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.